Sáng ngày 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức họp thành viên Ủy ban Nhân dân huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 4 và đề ra nhiệm vụ tháng 5 năm 2019. Tại cuộc họp, từng thành viên ủy ban đã báo cáo kết quả đạt được trong tháng 4 của từng lĩnh vực phụ trách. Với các kết quả tiêu biểu như lúa hè thu đã xuống giống gần 13 hectare, đã tổ chức ra quân trồng hoa trên các tuyến đường ở các xã thị trấn, tổ chức thành công lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ 18, meeting hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, các trường học đang tập trung ôn tập kiểm tra học kỳ và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019, đã triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững ổn định. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Minh Tâm yêu cầu các ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 như theo dõi sát tình hình xuống giống vụ lúa hè thu, đảm bảo đúng lịch thời vụ, hoàn thành hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới, đánh giá lại hiệu quả các hợp tác xã để có giải pháp nâng chất để nhanh tiến độ thực hiện các công trình nông thôn mới, đặc biệt là các công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Thoại Sơn, chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5.